đang nuôi vườn. Rồi quay, ủa quay này rồi. Quay này. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn ăn món gà hấp. Cuộn kẹo đang cắt gà mang một tay vô xé ngon hơn cái cắt. Không em sắc cái này còn cái này mới xé sao? Đúng rồi cái gà như vậy nhưng mà xé nó xé mới ngon hơn cái cắt. Cắt hai cái đùi ra cái đi rồi xé. Không có em trẻ trẻ gì thôi cắt. Nếu anh xé thì anh xé luôn đi mắc gì anh cắt kia gì trời. Xui thôi xé. Cũng làm khó cho mưa hè. Đang làm YouTube nha, chữ 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 ít được chữ nhiều không ca? Nhưng không được chữ thề luôn. Chữ nhiều à, chữ ít không sao. Kệ quay người xé kệ quay mình chi. Quay hết luôn. Chút về tôi bắt cho vợ tôi coi nó. Tao có đưa đùi gắn cái quay. Quay hết bàn luôn, quay hết bàn luôn. Giờ xỉn rồi. Chẻ hết xe gà hết được luôn kìa. Chẻ này. Nóng quá. Cứ vừa mang ô tay vô xong không ăn. Nó nói vậy chứ đâu có chuyện đâu say không à. Say mồi. Anh ta xé nghe thòng tay vô thùng nước á. Biết bao nhiêu người mà nhìn có con gà nó xé không nãy giờ. Này nhân nhân vật chính nè. Nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Trời ơi gọi vô cái đi. Trời ơi sao tôi có hàng ngã. Rồi vô luôn. Vô cái đi. Chuyện cái nào à. Vô. Ly ly giờ đầy nhóc luôn rồi. Vô. Nãy giờ ta để ý hai lần rồi đó. Vừa bóc củ tỏi lên ăn là chuẩn bị ăn là nó kêu. Thấy là hai dạo. Nói uống đi rồi ăn. Vừa ăn củ tỏi cái kêu. Hả? Cho tao ngồi cái gì? Đưa nguyên cái đùi cho Hào đi. Đưa đi. Đây 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 bác Hào nè bác Hào. Bác Hào mới ăn đùi lắm nè. Cho tao cái lá gan. Lá gan. Lá gan. Cho tao cái lá gan. Cho tao cái lá gan. Em ai cho tao cái lá gan. Có gột cho tao. Đây đây cho đây. Cho tao cái lá gan. Con này yếu tim cho nó ăn tim đi. Vâng. Ăn da không? Cho ăn da luôn. Rồi da không ăn. Mày ăn gì? Mày ăn trứng hả? Trứng. Trứng cút, trứng cút. Rồi từ giờ rồi anh ăn yếu gì? Cho gì ăn đó. Cho gì ăn đó, cho một hộp đậu phộng nhỏ xíu bé xíu luôn. Đây cho luôn ăn luôn. Cho hộp phộng ăn ngon hơn à. Rồi nó còn có hộp à. Lấy mà. Còn hộp một chút xé gà là phải xé gì nè đó. Nóng gì nè mới ngon. Nóng hổi luôn hả? Chị nóng gì hổi luôn. Thôi cái nước miếng không ai ăn đâu. Nó ăn cái coi, ăn cái coi ngon. Tôi ăn luôn. Mấy cái con gác luôn. Cái này quýt Corona nhiều lắm. Bữa nay chống Corona thấy không em miền. Miền. Phát biểu một câu rồi. Phát biểu một câu coi. Miền. Miền ra. Ơi. Mời miền ra ngoài. Cái đóng ngoài nó ngủ nữa. Ơi. Cái con giàu đúng không? Đây rồi. Đây Hào ăn đùi gà nè. Đây bác Hào ăn đùi gà. Nhà ra ngoài ngủ nó nóng thấy mẹ. Thấy rồi. Báo quýt quá. Mẹ nó ngủ á. Trời ơi, mày nó ngủ không có đóng rồi. Lại hết đùi gà mày. Hào ơi. Đâu mà cầm hai cái đùi xương không à. Mới còn cái đùi hả? Còn cái nữa đâu? Mày cỡ chết. Bị nước mưa xuống nhẹ xuống nha. Lại giống như là keo vậy. Nước mưa vậy. Đó, ăn thì mới ngon. To nhất chứ. Đó, cắn cái đùi ăn. Thôi, thôi, bỏ cái xương nha. Đừng có nhai luôn. Còn cái đùi nó... Thôi, nào ơi. Còn. Đúng rồi, ăn thôi. Nhưng mà ăn cái đầu hai cái đùi đó phải uống một riêng mình một chai nha. Trên mười cái đúng một câu coi. Đúng không? Trên mời cái tao đâu có con câu cái. Không có con câu. Trời ơi, sao tao cái gan mày. Con câu nè, cái phao câu kìa. Nè, phao câu nè. Phao câu đó. Mày xé cái kiến gì quá nè, dẻo nước ra cái tay. Gan ăn không? Cho dạ, người dạ, dạ. Đủ thích đi. Phao câu nè, phao câu nè. Đó. Anh mời ăn cái gì? Phao câu. Cái phao câu. Lũ đất. Cớ lũ đất. Đừng nghe lũ đất. Cớ lũ đất. Cớ lũ đất. Với cái hồng môn. Ở trên ngày mày có mày thì nó có không mày 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 không có hả mày mày có mày không có mày ta không có mày kìa kìa có thằng nội sao không có được nguyên vàng luôn đó mày đó mày nè mày mày nè mày nè nóng à nóng nhau đúng rồi nóng luôn anh gặp ơi hồi tao chết luôn nóng lắm à nóng lắm à nóng lắm à có nó sợ mày có nó sợ nóng quá vậy nó vô mày tôi ăn gan được tôi gan tôi nóng cái mày nè nóng mà tanh tanh á mặn mặn á Hào ăn hai đùi tao thấy có nóng đâu rồi tanh mặn mặn á rồi Hào ăn hai đùi có nóng đâu quất cái rồi vô
quốc cái phải không? 360 rồi. 1, 2, 3, vô. Em mới nằm mới khác cái gì làm. Làm vậy mà anh có kêu nghỉ ta. Làm đi. Anh em lâu lâu có mình tổ chức mình đi nhậu những vui không? Ừ.